Trên đường quay về lại trung tâm thành phố Đà Lạt thì gặp được cái quán cà phê này. Đây. Đặc biệt chúng cái mùa này là đợt số 11, cái mùa hồng nè, cái mùa hồng. Đây, chỗ gì đấy, bên dưới là cái vườn hồng của người ta. Khủng khiếp chưa? Một khung cảnh view ngút ngàn. Đây là cái vườn hồng và phía trên bên đây là nơi người ta đang sấy hồng khô để sấy tự nhiên bằng ánh nắng thôi, để cho trái hồng nó sẽ khô lại và nó có được mặt đường ở trong trái hồng đó ngon hơn và sạch sẽ. Như quý vị thấy trên màn ảnh là rõ ràng là mọi thứ được làm hoàn toàn sạch sẽ ha. Quán cà phê hoạt động được vừa mới hoạt động được một tuần. Đây, có nhiều có xích đu, nhiều có cổng trời. Đây. Bên dưới có cổng trời, bên dưới trần. Cà phê thung lũng đèn. Trong đây có gì? Trong đây có quán. Có quán cà phê và đặc biệt trong quán cà phê nó có một cái view dòm xuống dưới cái thung lũng, mà bên dưới là toàn là những cái farm mà tối họ sẽ trông đèn lên rất là đẹp. Và ở đây nó có một cái nấc thang lên gọi là cái gì, nơi sống ảo cho đứa trẻ, nấc thang lên thiên đường người ta gọi thế. Mình vô mình kiểm tra. $20,000 một người vào đây để sống ảo. Thoải mái cho những ai thích sống ảo và theo phong trào chụp hình trên nấc thang đó. Mình thì không phù hợp đó nên thôi. Mà đặc biệt bây giờ đói bụng. Đây là hồ Tuyền Lâm. Hồ khá là đẹp và nổi tiếng ở ở Đà Lạt. Phía bên kia, xa xa phía bên kia là quán Pini Coffee, cũng là một cái view. Bây giờ mình đang ghé qua đây ăn thịt rừng. Có một cái view nhìn ra hồ khá là đẹp. Nước khá là sạch và trong. Nước sạch ghê gớm luôn quá trời. May quá. Lên xe ngồi một cái là đi một hồi thì mây nó cũng tan. Mây tan có nắng trở lại rồi. Ngày hôm nay đi chơi được nắng cũng khá là hay. Okay. Giờ đang chờ đồ ăn ra. Đây là món salad trộn cơm lam nè, một cái heo rừng, một cái nai.
bên không Đà Lạt đó. Cầm Lam. Ồ, rồi xong hiểu rồi. Kem bơ Thanh Thảo cái này. Lẩu bò ba toa quán gỗ. Cái thằng trẻ này không dùng để nấu cơm lam được. Cơm lam thì thực tế là phải, nó phải có một cái lớp gọi là cái gì, cái lớp lớp lụa nằm bên trong này nó bao lại. Còn này không phải, này cơm nấu ống tre thôi. Cái này cơm nấu ống tre là phải cơm lam. Cái này giống xôi. Này đính chính nhé. Cái này là cơm nấu ống tre, chứ không phải là cơm lam. Kiểu nấu cơm lam giống cơm lam mà không phải. Xôi. Xôi nếp. Cơm nấu ống tre nha. Hồng để chơi vậy đó hả? Hồng mà để chơi, để chân làm kiển quán cà phê chơi vậy đó. À, không ngờ thời tiết của ngày hôm nay là mưa vào buổi tối. Mưa không lớn, chỉ râm râm thôi, nhưng mà cũng đủ đứa người. Nên là phải lựa một quán cà phê ngồi uống. Địa điểm cũng gần khách sạn, gần chợ, thì đi bộ thôi. Uống cà phê nấp mưa xong xuôi rồi, bây giờ ghé qua chợ đêm Đà Lạt một lần nữa. Hôm nay là cuối tuần, rõ ràng là có sự khác biệt hơn rất là nhiều. Ngày hôm qua là ngày thứ năm. Ta thấy một sự rõ ràng, một sự khác biệt ở chỗ là chợ cuối tuần và chợ những ngày bình thường. Có nghĩa là những cái hàng quán ngay dưới chân cầu thang này vào những ngày cuối tuần sẽ được, hình như sẽ cho phép bán hay gì. Rõ ràng là chợ những ngày cuối tuần đó là có một sự thay đổi rất là lớn về cái phần nhộn nhịp ha. Khủng khiếp.
Những cái hàng quán ốc và bánh canh đồ vẫn được bày bán bình thường vào những ngày cuối tuần. Những ngày cuối tuần được bày bán những cái món hàng như thế này, bày bán những món hàng hàng rong được bắt đầu được bày bán ra xung quanh cái tượng đài ha. Đây. Trả lời sao? No lắm. Nãy quất như ly bơ hay gì á. Cái này cuối tuần mình mới được bán ở đây hay gì chị? Không, ngày nào cũng bán, nhưng mà nếu không ăn được thì chạy. Còn cuối tuần thứ bảy với chủ nhật là người ta cho bán. À, tại vì hôm qua em có đi lên trên đây không thấy. Chạy hết hả? Hôm à vậy nghỉ. Đó hả? Hôm qua quầy này nghỉ. Không, nguyên cái khu này luôn. Cái khu này là bị công an rượt. Hèn chi em thấy công an đứng dưới kia. Công an rượt chạy hết. À, rồi, chạy. Chẳng ăn không? Ăn rồi hả? Công an rượt nên chạy hết. Ai bán đắt nét được thì bán. Ush. Một cái bánh làm đây này, em ăn đi. Cái chén này phô mai đó, phải đánh cho phô mai nó đều đó. Đây là đặc sản 100%. Đặc sản 100%. Bán bao nhiêu năm hả chị? 13 năm. 13 năm. Đây là bánh tráng đợi, không đợi chiều sau không nướng được. Không đợi không bao giờ ăn được cái bánh của tớ. 53 ngàn rồi. Thằng 85 năm rồi. Rồi lấy 5 cái lòng đào cho em nữa nha, nó dùng mát phỏng. Quá trời nóng rồi. Không chưa? Trứng gà nóng kinh. Này nước tự nhiên mà. Rồi bánh của bé bạn gái kia. 47 ngàn nè. Của cái bé này phải gái. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhé. Nếu thấy hay, vui lòng bấm like và đăng ký giúp mình. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ. Bye bye.